Chân lý 15 Bài học cư sĩ Cư sĩ Nhật Tụng Phần 1 Dân hương Kính lạy Phật Pháp Tăng Tam Bảo Nhan bông đèn khẩn cáo dâng lên Cúng Phật Đà nhờ lượng bề trên cầu cho đặng vững bền khoái lạc nguyện những kẻ cùng tôi ân tạc trước cầu xin an lạc mẹ cha sau chúng sanh chẳng hạn trẻ già thảy đều đặng thuận hòa khỏe mạnh lại phần 2 lễ Phật kính lạy Phật chí tôn chí thánh được hoàn toàn đạo chánh suốt thông chỉ một mình tầm đạo hết lòng Đắc chân lý Thầy không chỉ dạy Lại Kính lại Phật Bởi Ngài nhập định Trên bồ đoàn dùng số tức quan Trừ ma dương Binh tướng tiêu tan Nên Ngài được thành toàn Chánh giác Lại Kính lại Phật tròn thân khẩu ý đức từ bi tam giới không bì kính lạy phật như lai quá khứ phật hiện tiền cùng phật dị lai lại kính lạy phật từ bi tự tại bởi tội tình đều thảy dứt xong các kiếp xưa tự tánh viên thông lại còn rõ kiếp trong bá tánh lại kính lại phật hoàn toàn đức hạnh chứng niết bàn bậc thánh cao tăng có thần thông xét rõ tội căn chúng sanh tánh đạo hằng nhân quả lẽ hư không đều thông thấu cả có vật nào ngài chả tường tri biết chúng sanh ai có duyên thì tìm đặng độ thoát ly khổ hải lại kính lại Phật, ân Ngài Quảng Đại, Thầy trời người giới loại súc sanh, Thấy tứ đề là đạo rộng lành, Đem giáo hóa nhân sanh đặng thấu. Lại Kính lại Phật đạo màu đắc quả, Được siêu sanh khỏi cả tam thiên, Khỏi luân hồi dứt mối nhân duyên, Cùng diệt độ hưởng miền khoái lạc đệ tử nguyện một lòng ghi tạc cầu quy y chánh giác nào phai xin ơn trên lượng cả như lai tha tội lỗi từ nay hướng thiện lại phần ba lễ pháp kính lạy pháp dạy đàn bát chánh do kinh này chư thánh viên minh đắc Phật Đà la hán nhờ tin, quy chân lý nên mình khỏi đọa. Ai muốn được niết bàn thì khá, tu pháp này dứt cả tham sân, cùng si mê rửa sạch bụi trần, siêu tam giới được phần giải thoát. Lạy Kính lạy pháp tạng kinh là trước, Phật tổ truyền hiệp các lý chân dạy chúng sanh rõ thấu nguồn cơn, tu theo đó chủ nhân sẽ hiện. Chư Thánh xưa cũng đều y nguyện, trì kinh này mới được viên minh. Nào phải ai đem đến cho mình, hãy tự kiến tánh linh thì đắc. Chư La Hán Pháp này gồm chặt, người chân tu phải chắc nhớ ghi. Thật Pháp này quý báu không bì, Để tử nguyện quy y hướng thiện cầu lượng pháp ơn trên xin miễn thứ lỗi lầm chí nguyện ăn năn cúi đầu xin chịu giữ luật răng mong cầu sự an bằng khoái lạc lại phần 4 lễ tăng kính lạy cả chư tăng tinh khiết đáng cho người lành biết cúng dân bậc cao tăng dứt sự vui mừng Việc tội lỗi trừ rồi nhơ tánh Là tăng đã đắc thành quả thánh Tăng quá khứ hiện tại dị lai Lại Kính lại tăng y luật như lai Tu chân lý không nài lao khổ Dứt tội lỗi thân mình được độ Nhập niết bàn khỏi khổ trần lao Cùng chư tăng chẳng hạn bậc nào Từ sơ quả lên cao la hán đều đáng kể cho người xưng tán, kẻ làm lành nên ráng cúng dân. Tăng ấy là ruộng báu cho trần, nên gieo giống ân cần chớ muộn. Bố thí chi được như dạ muốn, quyết một lòng kính chuộng nhớ ghi. Thật tăng này quý báu không bì, để tử nguyện quy y hướng thiện. Nhờ lượng cả, ơn trên xin miễn, thứ lỗi lầm tình nguyện ăn năn cúi đầu xin chịu giữ luật răng mong cầu sự an bằng khoái lạc lại phần năm sám hối ngày rằm và ba mươi cúi đầu lạy trước bửu đài con xin sám hối từ rày ăn năn xưa nay lỗi phạm điều răng do thân khẩu ý bị màn vô minh gây ra nghiệp dữ cho mình sát sanh hại vật chẳng tình xót thương giết ăn hoặc bán không lường vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân oan oan tương báo cõi trần trầm luân biển tối chịu phần khổ lao xét ra nhân vật khác nào hại nhân nhân hại mắc vào trả dây lại thêm trộm sản cướp tài công người cực nhọc hàng ngày làm ra lòng tham tính bảy lo ba mưu kia kế nọ lấy mà nuôi thân hoặc nuôi quyến thuộc xa gần làm cho người phải lắm lần than gian tà dâm tội trọng muôn ngàn liệu toan chức sách làm đàn chẳng ngay vợ con người phải lầm tay mất trinh thất tiết phải tai tiếng đời xấu cha hổ mẹ nhiều lời xa lìa chồng vợ rã rời lứa đôi giọng ngôn giả dối ngoài môi chuyện không nói có có rồi nói không dụng lời đâm thọc hai lòng phân chia quyến thuộc vợ chồng anh em mắng nhiếc chửi rủa pha dèm xóm làng cô bác chị em không chừa nói lời vô ích dây dưa phí giờ quý báu hết trưa đến chiều uống rượu sanh hại rất nhiều ham ăn mê ngủ nói liều chẳng kiên say sưa ngã gió đi xiên nằm bờ té bụi như điên khác nào. Loạn tâm cuồng trí mòn hao, nhiều người vì rượu biết bao hư nhà. Sang tham những của người ta, mong sang đoạt được lòng tà mới ưng. Nết sân nóng giận không chừng, toan làm hại chúng bân khuân trong lòng. Si mê tinh trả chẳng phòng, nghe đâu theo đó không thông chánh tà. Chẳng tin Phật Pháp cao xa, thầm thâm vi diệu bao la trên đời Nếu con cố ý phạm lời Hoặc là vô ý lỗi thời điều răng Hoặc suối kẻ khác làm xằng Hoặc nghe thấy ác lòng hằng vui theo Phạm nhầm ngũ giới thập điều Vì chân thân khẩu ý nhiều lần sai Lỗi từ kiếp trước lâu dài Đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen Hoặc vì tà kiến đã quen khinh khi tam bảo lòng bèn chẳng tin cho rằng người chết hết sinh phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay hoặc phạm thường kiến tội dày sống sao đến thác sanh lai như thường tội nhiều kể cũng không lường vì con ngu dốt không tường phân minh dễ vui tam bảo hại mình bởi chân không thấu vô minh nghiệp tà cho nên chân tánh mới xa tối tâm chẳng rõ sai ngoa thuở đầu quá nên khờ dại đã lâu để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay khác nào bèo bị gió lay linh đinh giữa biển lạc loài bờ sông xét còn tội nặng chập chồng kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này con xin sám hối từ đây nguyện cầu tam bảo đức dày độ cho tội xưa chẳng hạn nhỏ to con nguyện dứt cả chẳng cho thêm vào Tâm lành dốc chí nâng cao Cải tà quy chánh chú vào Phật ngôn Cho con khỏi chốn mê hồn Đến nơi cõi Phật thế tôn gần kề Thoát dòng khổ não tối mê Hưởng miền cực lạc mọi bề thảnh thơi Từ nay dứt bỏ việc đời Căng lành gieo giống chẳng rời công phu Mặc ai danh lợi buông xu con nguyện giữ hạnh người tu thoát trần trước là đổ lấy bổn thân sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu sám hối tội lỗi đủ điều duyên lành đều cũng ít nhiều kết xây con xin hồi hướng quả này thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường cùng là thân thích tha phương hoặc đã quá giảng hoặc thường hiện nay chúng sanh ba giới bốn loài vô tưởng hữu tưởng chẳng nài đâu đâu. Nghe lời thành thật thỉnh cầu, xin mau tự hội lãnh thâu quả này. Bằng ai xa cách chưa hay, cầu xin thiên chúng mắt ngay với cùng. Hãy đều họ lãnh hưởng chung, dứt rồi tội lỗi thoát dòng nạn tai. Nguyện nhiều tăng chúng đức tài, đạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành. Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành, vạn muôn năm chẳng Phước lành thế gian. Lại Phần 6 Quy giới. Kính lạy Phật, kính lạy Pháp, kính lạy Tăng. Đệ tử nguyện quy y Tam Bảo, Dình một lòng sám hối ăn năn, giữ ngũ giới luật răng nghiêm nhặt. Một không giết những loài sanh vật 2. Không tham trộm cắp của ai 3. Không dâm tinh khiết nào phai 4. Không dối sai ngoa kẻ khác 5. Không uống rượu say gian ác Lại nguyện thêm giảm các tham sân Cùng si mê quyết dạ giải lần Tu thêm hạnh ân cần bố thí Phép thập thiện con tua gắn chí Nguyện tu thân khẩu ý cho an quyết một lòng gắn giữ vẹn toàn mong cầu sự bình an hỷ lạc nương tam bảo theo đàn chánh giác cầu ơn trên nước phép rưới ban khiến đều cho tất cả thế gian mọi người đặng theo đàn thiện nghiệp nhờ lượng cả ơn trên độ tiếp đệ tử nguyền trọn kiếp quy y ngưỡng bề trên xuống đức từ bi thường chứng chiếu lòng thành đệ tử lại Phần 7 Tịnh tâm Giữ thân trong sạch Hạnh phúc biết bao Giữ miệng trong sạch Hạnh phúc biết bao Giữ ý trong sạch Hạnh phúc biết bao Thân cùng khẩu ý trọn lành Xa rồi tội lỗi Gần cành hoa sen Ai mà thân khẩu ý rèn Giữ theo thiện nghiệp thân bèn đặng an ba nghiệp bằng đặng rảnh rang thác thời nhập thánh là đàn xưa nay bị mắng chửi lòng chẳng phai với người tham lẫn giận gây chẳng sờn giữ mình thanh tịnh là hơn dầu ai gây dữ oán hờn mặt ai kính lạy ta bà thế giới thích ca mâu ni phật lạy Phần 8. Tẩy tâm trước khi cúng dường. Bạch chư đại đức, sợ vì tôi đã dễ vui, không đem lòng thành kính, do thân khẩu ý của tôi bất tịnh mà phạm đến Phật pháp tăng. Bạch chư đại đức, cầu xin chư đại đức xá tội lỗi ấy cho tôi, bởi các tội lỗi ấy là quấy thật đặng cho tôi an tâm làm những việc lành từ nay về sau. Lại Phần 9 Xin cúng dường Sớt bát Bạch chư Đại Đức Chúng tôi xin dân các vật lễ này gọi là lễ cúng dường vật thực Y, bát, cốc, thuốc uống Những món ăn, cơm, bánh trái được hạp theo lẽ đạo có cũng được hợp theo luật đạo để dân cúng đến Phật Pháp Tăng. Xin tam bảo chứng minh, ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhất là cha mẹ chúng tôi, tất cả chúng sanh và chúng tôi đều được sự tiến hóa, sự lợi ích và sự bình an lâu dài. Phần 10 Hồi hướng Sau khi đệ bác rồi một xin cho phước thí mà chúng tôi đã trong sạch làm đây hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm trong ngày vị lai lại hai xin cho phước thí mà chúng tôi đã trong sạch làm đây hãy làm món duyên lành để tránh khỏi những điều phiền não ngủ ngầm trong tâm trong ngày vị lai lại ba Xin cho phước thí mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để thấy rõ cảnh niết bàn trong ngày vị lai. Lại 4. Xin cho phước thí mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để cho tất cả cõi đời chúng sanh thành Phật trong ngày vị lai. Lại Phần 11 Cầu Nguyện Chung Đọc thầm trước khi lui ra Ngưỡng cầu các đấng chư thiên Trong dòng tịnh xá ngự yên hằng ngày Ngự nơi nền tháp xưa nay Ngự nơi biệt thất nơi cây bồ đề Chúng tôi xin hội họp về Đặng dùng phước thí tiện bề cúng dân Cầu xin hộ độ chư tăng Cửa thiền ẩn náu phước hằng hà sa tỳ khưu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiện nam tính nữ công phu đều là tính chủ cũng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh bốn loại không thường noãn thai thấp hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp báo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đầy cầu xin hưng thịnh lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, đắc quả lợi ích kiếp mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng tôi tiến hóa trong pháp Phật roi giáo truyền. lại. Phần 12 Phép cúng dường của thiện tính Mỗi khi gặp các nhà sư nơi đâu, người thiện tính liền để đồ vật qua một bên, bước đến xá ba xá. Nếu như đang ngồi tại chùa hay gốc cây, thì thiện tính quỳ xin thọ quy giới và đọc bài tẩy tâm rồi sẽ xin cúng dường. Nếu nhiều vị sư và nhiều thiện tính có nhiều món ăn thì các sư ngồi có hàng đưa bác ra trước mặt. Thiện tính đi xớp vào bác từ món giáp dòng, từ người này tới người kia cho đủ bác, mỗi món chút ít cho đủ phép. Khi xong rồi, ngồi lại một bên đọc kinh, hồi hướng. Sau đó nhà sư giảng giải ít lời. Kế thiện tính đọc thầm bài cầu nguyện chung trước khi lui ra. Thiện tính khi dân đồ chi phải đưa tới tay vị sư rồi để xuống sắp ngay chỗ. Tuy không đưa lấy trao tay nhưng phải có sự chứng minh, món ăn đồ vật bánh trái nguyên phải xé ra một chút hoặc mở ra một phía. Khi cúng dường phải có nước uống, nước rửa tay. Nếu muốn ngồi nghe kinh pháp phải ngồi cách xa hai chỗ ngồi, nghĩa là trên một thước tay.